Hệ thống nghe nhạc trong khung hình video mà các bác đang quan sát thấy ở đây là một trong những hệ thống đến từ thương hiệu Sony. Đây là một trong những hệ thống nghe với cái đánh giá nhận định của giới nghe là một hệ thống dàn chung và là một dàn chung cao cấp, cạnh tranh với rất nhiều các phiên bản cao cấp khác của các thương hiệu khác như Onkyo, Denon, Sansui và Kenwood. Sony 501, một trong những hệ thống dàn rất là hiếm được Sony sản xuất tung ra với một hệ thống complete nghe nhạc. Phiên bản này là một trong những cái cải tiến cũng như là một trong những cái bản nâng cấp so với huyền thoại Sony F5000 mà Thanh Tâm Audio cũng đã có trải nghiệm ở trên kênh. 501 thì được sản xuất với cái thiết kế hoàn toàn mới về thiết kế của ampli cũng như là về cấu trúc của loa. Tuy nhiên, nó vẫn toát ra được một vẻ đẹp rất là sang trọng với hệ thống này. Sony 501 thì tại thị trường Việt Nam cũng không có nhiều bác đang sở hữu bộ này đâu. Mức giá của một bộ đầy đủ thì nó sẽ rơi vào khoảng 27 đến 28 triệu. Ngày hôm nay thì bên em về hàng được một hệ thống 501 không bao gồm CD và chỉ có ampli cũng như có loa thôi, thì mức giá của nó sẽ mềm mại hơn. Nó sẽ phù hợp với nhu cầu của khách hàng là các bác không quan tâm tới nhạc từ CD mà chỉ quan tâm tới nhạc từ giải mã, các đường vào từ quang học cũng như là đồng trục, thì bộ này sẽ đáp ứng được cho các bác cái nhu cầu đó. Bao gồm một ampli và một cặp loa SSK10ED, máy bán ra kèm khiển zin với mức giá của tổng thể bộ dàn là 27 triệu. Tuy nhiên không có CD thì em sẽ để cho các bác với mức giá là 18 triệu các bác nhé. 18 triệu cho hệ thống 501 bao gồm ampli và loa. Về ampli thì vẫn giữ một cái thiết kế nhôm phay, tuy nhiên thì ở trên cái phiên bản này đã được thiết kế với kiểu dáng thon gọn hơn. Kích thước chiều sâu của máy là 22, chiều rộng là 22, chiều cao là 11cm. Sony được 501 được các kỹ sư ốp toàn bộ tất cả các hông cạnh mặt trên của máy bằng một cái hệ thống nhôm phay xước. Công nghệ S-Master Pro, một trong những công nghệ mà Sony đã mang lên rất nhiều các thiết bị của họ công nghệ này. Về hình thức của ampli thì em đánh giá khoảng 99%, còn về cặp loa SSK10ED là một cặp loa bóng piano, vì thế cho nên những cái sức râm mà khi chúng ta nhìn gần dưới ánh điện thì chắc chắn là sẽ có rồi. Cái này các bác chỉ cần dùng khăn các bác lau là sẽ tạo ra sức râm rồi. Tuy nhiên, về hình thức tổng thể của hệ thống loa cũng như là với cái chất liệu phủ bóng piano ấy, thì nó vẫn còn là một bộ loa rất là đẹp. Chiều cao của loa thì sẽ có cái kích thước chiều cao rơi vào khoảng 33cm, chiều rộng thì sẽ là 16, chiều sâu chúng ta sẽ có là 20 và loa được thiết kế hình giọt nước rất là đẹp. Về cái mặt sau của loa thì các bác sẽ nhìn thấy cầu rách bắp chuối. Thông tin của loa là loa Sony SSK10ED các bác nhé. Phía sau của ampli thì chúng ta sẽ có nguồn vào này, rồi sẽ có cầu công suất ra loa cũng dạng dây bắp chuối. Sẽ có ngõ vào của phono, tuner, SACD, tape và 4 ngõ vào digital in bao gồm 3 đồng trục và 1 quang học các bác nhé. 3 đồng trục và 1 quang học, rất là nhiều tín hiệu đầu vào. Và con này thì sẽ sản xuất tại Malaysia các bác nhé. Nguồn điện 100V xuất cho thị trường Nhật. Chắc chắn rồi, những sản phẩm Sony thì họ đặt nhà máy ở Malaysia và gần như là tất cả đều Malaysia hết. Và các bác có thể nhìn xuyên qua cái lớp mặt lưng của máy sẽ nhìn thấy hai con tụ rất là to ở phía đầu nguồn vào. Hai con tụ cực to luôn. Rồi đó là về phần mặt sau. Về phần mặt loa đi, chúng ta sẽ có một cặp loa bóng piano với thiết kế rất là cao. Lỗ thoát hơi Bass Reflex được thiết kế ở phía trước. Loa về hàng cũng đầy đủ hai vế e-căng của loa. Đặc biệt về cấu trúc của củ bass sẽ có đường kính là 13cm và củ bass này sẽ dùng vật liệu đó là sợi keva các bác nhé, sợi keva cũng như là tép đôm đường kính 2cm nhưng mà lại được bảo vệ bởi một cái cang sắt nhỏ nhỏ ở trên này. Và cái củ loa cũng như củ tép ấy, thì là thừa hưởng trên phiên bản Sony AL5MK2 trên phiên bản F5000 các bác nhé. Đó, nhưng mà cái có nghĩa là bình mới rượu cũ các bác nhé. Một thiết kế hoàn toàn mới nhưng mà vẫn sử dụng công nghệ cũ. Công nghệ cũ của Sony AL5MK2 thì rất là tuyệt vời rồi, không có điểm gì để chê cả. Về phần ampli của chúng ta thì sẽ có kích thước chiều rộng là 22cm, được thiết kế rất là trực quan với 4 cái cần gạt, cần vặn ấy, chỉ đại diện cho là bát, tép và input selector đổi suộc vào cũng như là tăng giảm âm lượng, rất là đơn giản. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái màn hình hiển thị, một cái màn hình hiển thị. Về màn hình hiển thị thì các bác có thể nhìn thấy có cái
tấm nền LED màu trắng rất là sáng, chi tiết và sắc nét các bác nhé. Hiện tại nó đang bị lóa bởi cái cửa trước nên em phải che cái phần tay về, các bác sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn về cái hình thái của màn hình. Nói chung bộ này thì bày rất là hay, bày rất là đẹp và nghe cũng rất là hay. Có bắt tép trực tiếp ở trên mặt máy để các bác có thể tinh chỉnh một cách thuận tiện nhất. Bộ này thì sẽ chơi nhạc giải mã tín hiệu từ Smart TV, rồi ba ngõ đồng trục để các bác có thể kết nối với các bộ thu Bluetooth cũng như rất nhiều các ngõ vào khác. Mức giá của máy là 18 triệu cho một bộ với ampli và loa. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của bên em. Bây giờ thì xin mời các bác đi nghe một bản test trên cái hệ thống Sony 501. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về.
Đành lòng quên.